Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Lời tiên em chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ cập nhật về giá xe cho về dòng xe VinFast Lux A 2.0 ạ. Chiếc xe VinFast Lux A 2.0 nó sẽ có 3 bản cho đồng chọn là bản tiêu chuẩn, bản nâng cao và bản cao cấp ạ. Khi mà sang tháng 6 này, chiếc xe VinFast Lux A 2.0 này đang có chương trình khuyến mại như nào thì phép giới thiệu cho anh em một cách chi tiết cụ thể ạ. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tàu đón bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép đi vào vấn chính luôn ạ. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản tiêu chuẩn ạ. Nó là bản thấp nhất của dòng xe VinFast Lux A 2.0 anh em nhá. Với giá miếc của chiếc xe này đang là 1 tỷ 115 triệu ạ. Khi mà dụng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng 6 này, giá bán chỉ còn với giá đang là 881 triệu thôi ạ. Còn nếu mà anh em nào mà có 2 thẻ voucher tổng lên là 400 triệu thì giá bán chỉ còn với giá đang là 481 triệu thôi ạ. Còn nếu mà anh em nào mà chưa có thẻ voucher thì anh em có thể mua thẻ voucher. Thẻ voucher 200 triệu thì nó đang giá cũng giảm xuống rất là nhiều rồi anh em nhá. Giá bán thẻ voucher thị trường rơi vào tầm khoảng là 70 triệu ạ. Vậy thì chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản tiêu chuẩn này năm anh nội đang là 637 triệu ạ. Đấy là anh em có thẻ voucher nhá. Nếu anh em nào không có thẻ voucher thì nó đang là 1 tỷ 037 triệu ạ. Hoặc anh em có thể mua thẻ voucher anh em nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 597 triệu. Và nếu anh em nào mà không có thẻ voucher thì đang là 997 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 615 triệu. Còn nếu anh em nào mà không có thẻ voucher thì đang là 1 tỷ 015 triệu ạ. Rất nhiều anh em hỏi là thế thẻ voucher ở đâu? Thẻ voucher đấy là anh em mà mua nhà Vinhome sẽ có thẻ voucher anh em nhá. Còn những anh em nào không có thẻ voucher thì theo em thì anh em nên mua thẻ lại thẻ voucher. Thẻ voucher thì nó ở trên các hội nhóm đang chào bán rất là nhiều đấy ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho về một chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản nâng cao ạ. Với giá miếc của chiếc xe này đang là 1 tỷ 206 triệu ạ. Khi mà dùng các chương trình khuyến mại vô cùng đặc biệt trong tháng 6 này, giá bán chỉ còn với giá đang là 948 triệu thôi ạ. Đấy là đối với anh em nào mà không có thẻ voucher. Nếu anh em mà có thẻ voucher, giá bán chỉ còn với giá đang là 548 triệu ạ. Vậy thì chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản nâng cao này năm anh nội đang là 715 triệu ạ. Còn nếu anh em là không có thẻ voucher mà không sử dụng thẻ voucher thì đang là 1 tỷ 115 triệu ạ. Còn là tỉnh thì đang là 673 triệu. Còn nếu anh em là không có thẻ voucher thì đang là 1 tỷ 073 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 691 triệu. Còn anh em mà không có thẻ thì đang là 1 tỷ 091 triệu ạ. Ở dưới phần mô tả em có một đường link, đó chính là đường link về nhận báo giá. Anh em muốn gửi về giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp, lãi suất hàng như nào thì anh em điền tin như tên, địa chỉ, số điện thoại, loại do quan tâm, hình thức trả thẳng trả góp để nhận thông tin chi tiết nhất, cụ thể nhất và chính xác nhất cho em ạ. Ok, tiếp theo giới thiệu cho em về một chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản cao cấp ạ. Nó sẽ là bản cao cấp nhất của dòng xe VinFast Lux A 2.0 anh em nhá. Với giá miếc của chiếc xe này đang là 1 tỷ 358 triệu ạ. Khi mà dụng các chương trình khuyến mại cực kỳ đặc biệt trong tháng 6 này, giá bán chỉ còn với giá đang là 1 tỷ 074 triệu ạ. Nếu anh em nào có thẻ voucher thì giá bán chỉ còn với giá đang là 674 triệu thôi ạ. Vậy thì chiếc xe VinFast Lux A 2.0 bản cao cấp này năm anh nội đang là 859 triệu ạ. Còn nếu anh em nào mà không sử dụng thẻ voucher thì giá bán chỉ còn đang là 1 tỷ 259 triệu ạ. Còn ở tỉnh thì đang là 814 triệu. Còn anh em mà áp dụng không áp dụng thẻ voucher thì đang là 1 tỷ 214 triệu ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 832 triệu. Còn nếu anh em nào không sử dụng thẻ voucher thì đang là 1 tỷ 232 triệu ạ. Ok, vậy video này mình đã giới thiệu cho về phần giá xe, tổng bánh, chương trình khuyến mại, trả thẳng trả góp cho cả 3 phiên bản của chiếc xe VinFast Lux A 2.0 rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like, đăng ký kênh em nhá, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của VinFast cũng như các xe khác nhau như Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, Toyota, Honda, Isuzu, Mercedes, BMW hay rất nhiều hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho anh em sự lựa chọn tài chính của mình tốt nhất. Còn em chưa đăng ký kênh của em thì anh em hãy đăng ký kênh của em, bởi vì kênh xe 24 giờ của em sẽ chuyên về giá xe, tổng lăn bánh và các chương trình khuyến mại ạ. Ok, xin phép em sẽ dừng video đây ạ. Chúc anh em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn anh em đã xem video này của em ạ.